Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 20 tháng 2 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 91. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 315. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5040, 6504, 2847. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9869. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 89509, 13689, 57889, 40885, 83802, 83254, 12865. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 23412, 86383. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 55378. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 78236. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 611951. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 611951.